Mày cắt đó dọc kia phát đường đúng không? Đó. Rồi, xin chào anh em. Thì cái này đơn giản thôi. Ở công ty người ta đã gửi cho anh em cái đường link, người ta treo ở trên cái trang cá nhân hoặc là đồng thời ở trong trang web. Cất cái dao cái đi. Anh em chỉ còn tải đường link đấy về nhà, anh em sẽ giải nén. Đúng không ạ? Giải nén và anh em sẽ xóa bỏ cái thẻ nhớ cũ trong này. Anh em có thể coi cái video clip. Đây. Anh em có thể tháo cái thẻ nhớ này ra, gắn vào cái cổng Rupee. Anh em xóa bỏ sạch dữ liệu trong này ra. Và cái file ở trong đấy thì anh em hãy copy về và anh em sẽ paste ra và anh em sẽ đưa vào đây là xong, và đồng thời sẽ là nâng cấp lên cái máy. Chỉ cần thẻ nhớ này thôi và nâng cấp cái máy này lên cái bản 9.93 đấy. Rồi. Thì cái này để áp dụng cho anh em mê tốc độ. Và đồng thời chúng ta phun một bộ nồi thì con xe này chạy sẽ là ngất ngưởng. Smart Tool. Đây. Đấy, nó sẽ là 2F, bữa nay ta sẽ là lên 3F cho cả nhà. 9.9 chúng ta sẽ là cái bản 2F, bữa nay chúng ta sẽ lên là 3F. Cập nhật mới nhất 24/9/2021 update, gọi là update, đúng không ạ? Đó. Ok. Thì anh em nào không có máy tính thì chúng ta có thể chạy ra những cái tiệm điện tử đấy, chúng ta nhờ người ta một chút xíu. Và trước khi đi thì anh em hãy đơn giản cầm một thiết bị máy, cầm một cái cáp và cầm cái cục để chúng ta gắn thẻ nhớ, cắm vào cái cổng USB là xong. Đó. Máy, cáp, thẻ nhớ và cái cổng USB xong. Ở đây nó có cái lỗ hoặc chưa có lỗ thì anh em lấy cái dao anh em dọc ra, nhấn thẻ nhớ như thế này, bóp vào nó sẽ tọi ra đấy. Và khi mà chúng ta làm xong thì chúng ta nhét lại, nó sẽ là mặt trên như thế này. Rồi, nó có hai mặt. Và thẻ nhớ này lỡ hư thì anh em giao điện thoại chúng ta mua cũng được, nó rẻ, chẳng đáng bao nhiêu tiền cả. Đây, nó có hai mặt. Con này khoảng 2 GB. Đấy, chúng ta xong chúng ta lại nhét đây này, tương ứng với cái mặt ở trên này.
nhấn vào cái là xong. Ok, được không ạ? À, chẳng là gì cả. Rồi, còn anh em nào không ok được, ngày mai mở laptop cài đặt Ultra Tem View hoặc là Tem View, mình sẽ cài đặt cho anh em từ xa. Đấy. Và đặc biệt anh em phải tải cái bản miễn phí Ultra Tem View và Tem View nha, Ultra và Tem View. Mình sẽ hướng dẫn và hỗ trợ anh em từ xa, anh em gửi cho mình cái mã, mình sẽ truy cập từ xa, mình sẽ nâng cấp cho anh em. Nếu ok nhất thì hẹn anh em vào khoảng 9 giờ sáng mai, làm việc tới buổi tối mai, tất cả anh em cứ lần lượt một máy cho vòng khoảng 15 phút nhỉ? Khoảng 15 phút. Bỏ cho quả sẻ nhanh lên để mở tour. Ngày mai hứa với lòng khoảng 9 giờ sáng, trưa mai tôi sẽ live stream làm cho anh em bộ nồi. Và đồng thời chúng ta sẽ là bốc đầu nhổng cắn cò bay. Rồi, thì Smart Tool ngày mai sẽ có một cái giá ok cho anh em khi chúng ta mua tiếp tục sản phẩm bên Tuấn. Đúng không ạ? Chi ân, chi kỷ cho tất cả anh em thợ máy. Xong hết rồi hả? Đây, xong chưa? Rồi, cái này nhét vào cái máy nào nhỉ? Máy này. Rồi, để test máy. Đưa được cái máy test. Đây, chúng ta cần đơn giản cái vít bóng rồi nhỉ? Nhanh tay, máy nào cũng mở được tua hết á. Ok, có đường link rồi. Đường link này dài 15 phút. Anh em phải có laptop, anh em gửi cho em cái Ultra Tem View nhá. Tải cái phần mềm miễn phí về. Đây, máy Smart Tool này. Ngập nhà luôn. Để ngày mai tiếp tục phải giao bán cho anh em, ngày mai phải gửi hai con đi gấp. Đấy, người ta hối quá, người ta bảo chờ mở tour, đáng lẽ hôm nay gửi, người ta bảo hôm nay nâng cấp rồi gửi cho em. Em ở trên núi không có laptop anh ạ. Em cũng không biết gì về laptop, anh làm giùm em, chậm một ngày cũng được. Đấy, đây, đầy bàn đấy. Ok. Rồi, chờ em chút. Chúng ta sẽ vào cái bảng Remix, gọi là Remix Honda. Đây, ở trong này chúng ta sẽ có 3 bảng tùy theo cái khả năng máy của anh em ở cái phiên bản nào. Cái này là để chúng ta remap Kenhin của những dòng xe Sonic, Winner, A Black, Vision, Future, WR Edric và SH Ý. Thì cái bản này nó phải cao cấp hơn cái bản 2S. Cái này là để chúng ta remap mở tour những cái dòng xe điện tử ở cái bản cao nhất 2R. Đây, ACG. Và những cái bản thường của chúng ta từ cái bản rẻ tiền thì chúng ta sẽ được, và cái bản đắt tiền sẽ được nâng cấp cái phần mềm miễn phí remap ACG qua cổng Kalai. Đấy, là cái bản này mới cập nhật vào buổi tối nay. Rồi, map gốc. Cái này đúng của quy luật là người ta chỉnh sửa một cái file sẵn. Đúng không ạ? Thì người ta sẽ đưa vào đây. Và đồng thời chúng ta sẽ có cái file này, chúng ta cứ vậy là nạp file gốc và tiếp tục sẽ là 10.500 vòng RPM. Map cộng 3%. Đó. Có thể là cho nó tí xăng vào nữa. Rồi. Đúng không ạ? Cho nó khỏi hụt ga buổi sáng. 10.500 vòng RPM, muốn tăng tốc chúng ta cộng thêm 4%. Đúng không ạ? 10.500 vòng RPM map cộng 5%, nếm thêm tí nữa. 12.000 thì bao phê. Đúng không ạ? Cộng 6%. 12.000 cộng 8%.
Nếu chúng ta muốn depo và tăng tốc ở cái bản cao nhất 12.000 vòng RPM map cộng 8%, bổ quả sẻ để bấm enter và làm bộ nồi nữa thì con xe này có thể nhịp ga cực kỳ là sung sướng, cực kỳ là sung sướng. Mà hồi giờ mà chúng ta cứ bảo là bị hụp ga, hụp ga vào buổi sáng, buổi sáng những dòng xe điện tử không có map thì ở trạng thái ở thời tiết nguội, buổi sáng ra để ba linh ga hơi bị hụp nhẹ nhẹ, đúng không ạ? Hồi giờ chúng ta không can thiệp được thì chúng ta sẽ chơi cái bản này vào thì sẽ là tăng tốc cực phê. Ngày mai mỗi anh em khai giảng mỗi người khoảng 3 lít một con, đúng không ạ? Đúng không ạ? 3 lít là một con. Xe vào bảo dưỡng chọn gói làm phun nồi, tặng cho người ta cái bản file remap chạy cong cần câu. Rồi, tất cả anh em chuẩn bị laptop và máy tính, tí nữa thì Tuấn sẽ hướng cài đặt. Và anh em nào không biết thì ngày mai sẽ ok, mình sẽ hỗ trợ nhiệt tình cho cả nhà. Đúng không ạ? Rồi, bấm ok chia sẻ mặn like lên, chia sẻ mặn like để mình bấm enter một phát để xem con xe này có phê hay không. À, ok. Và clip video mình làm nồi và đồng thời mình test xe ở trạng thái không tải, ở trạng thái rồ máy và ở trạng thái cái gì gì đấy thì hẹn anh em trưa mai đúng 12 giờ. Bây giờ nó khuya rồi. Bây giờ mà nẹt bô thì xóm làng nó chửi, nó đốt tiệm mất. Bây giờ chúng ta sẽ nạp file thôi. À, bổ quả sẻ 50 người đấy ạ. Máy còn rất nhiều cho cả nhà. Và máy tiếp tục đang cập bến. 12 con máy đang cập bến kế tiếp để giao cho anh em. Đúng không ạ? Mua máy có quà. Mua máy được tèm kèm gì? Tèm kèm gì? Nhóm học online. Đúng không ạ? Sử dụng hết công suất. Rồi Hữu Hòa hãy chuẩn bị gọi tất cả bà con có những dòng xe để từ 23 cho tới 25 thì múc. Còn anh em chơi cái bản cao cấp thì chúng ta sẽ múc thêm những cái bản 26, 27, 28, 29. À. Đấy. Rồi, bỏ cho quả sẻ. Tí nữa mình sẽ chỉ, bữa nào mình sẽ chỉ anh em móc cái này. Và đồng thời chúng ta sẽ hàn những sợi dây trong này, chúng ta mở tua những cái dòng xe Valeo ấy, AB K66, những cái dòng xe SH Vision. Tải cái này mất cho vòng khoảng 15 phút. Và đồng thời chúng ta sẽ mua là keo AB 2 thành phần trộn lại, và đồng thời chúng ta sẽ bỏ vào. Và bữa nào mình sẽ chỉ anh em móc nó sẽ đẹp hơn, tỉ mỉ làm cái mũi khoan di qua ở trạng thái âm từ đây xuống khoảng bao nhiêu phân cho nó sát, gần sát mặt. Và đồng thời chúng ta lấy cái chất tẩy sơn vuốt khoảng 3 lần. Vuốt khoảng 3 lần thì chúng ta sẽ nhìn thấy những cái bo mặt. Đấy, ok. Hãy mua máy thì ủng hộ Đình Tuấn, hãy chia sẻ like. Đúng không? Thì anh em sẽ có hết, chỉ hết, không bao giờ chết. Rồi, chúng ta sẽ nhấn một cái 12.000 RPM map tới 8% xăng. Chẳng hạn như thế. Bấm. Rồi, IC này của A-Black 125 đang thiết lập thông số cài đặt cho ECM, vui lòng đợi. Rồi, tít. Tít tít. Đừng rời khỏi màn hình khi anh em chưa biết sử dụng. Cái này là cái mục tiêu miễn phí mà chúng ta lại hái ra tiền. Rồi. Đang nạp phần mềm chip chủ MCU. Mờ quá à, mờ quá, anh em coi lại điện thoại nhà mình. Điện thoại em chỉ sát nét đây mà. Đây.
Hãy liên hệ Tín Tuấn để được nhiều giá ưu đãi khuyến mãi hấp dẫn cực kỳ khi chúng ta sử dụng Smart Tool. À kia còn cái máy kia nữa, nạp ăn cái. Hút hết thuốc đi kia. Mình chờ lấy thêm cái máy 2S, mình sẽ test cho anh em ở trạng thái máy 9 triệu 8 cũng mở được đề từ 9 triệu 8 nhá. 9 triệu 8 tặng nhóm học online mở được đề từ luôn. Ok, các bạn rẻ tiền nhá. Chín triệu tám mở được đề từ tặng nhóm học online 9 triệu 8 đây các bạn, 9 triệu 8. Ok, có 9 triệu 8. Ok, nâng cấp ăn phần mềm bản 9 triệu 8 luôn. 9 triệu 8 chúng ta làm về full khóa SmartKey, mở tua đề từ 23 cho tới 25, đọc full thông số các loại xe mới nhất hiện tại 2021. Rồi tiếp tục. Bản 2S, tí nữa mình sẽ test cho anh em đừng rời khỏi màn hình đêm nay, có thể chúng ta chơi tới 11, 12 giờ luôn nhá. Nếu đang nạp có mất nguồn có sao không? Rồi, mất nguồn luôn, IC ngủ. Làm theo cho cái Nguyễn Hợp chơi cho nó đẹp, chết IC thì Tuấn chịu. Miễn sao làm được anh em vui. Ok, thì lúc này IC đang ngủ, chúng ta sẽ quay lại màn hình coi xem sao. Xe ở đây thì nhiều vô số kể, xe không có nhiều, có khoảng tầm trên 20 con xe đủ các loại đời trên dòng xe Honda. IC đủ các chủng loại, IC không có nhiều, nếu tính cả xe nữa thì tầm có khoảng gần 70 con IC cho tới tất cả dòng xe. Rồi quay sơ cho anh em cửa hàng, Tuấn chơi thoải mái cho anh em. Đó. Rồi ok. Rồi từ từ cho anh kiểm tra cái bản 2F đấy luôn. Thì lúc này IC của chúng ta đang ở trạng thái đúng không ạ? Bị ngắt nguồn đột ngột khi chúng ta đang nạp hoặc là đang mở tua. Thì đương nhiên IC đang ở trạng thái ngắt và đồng thời ở trạng thái ngủ. Đúng không ạ? Đơn giản ngủ, đơn giản như kiểu chị nhà chúng ta đang ngủ. Bây giờ chúng ta đang xem livestream, vợ bảo anh ơi vào ngủ đi, em buồn ngủ rồi. Thì các anh bảo tay ga Tín Tuấn đang xem livestream, em ngủ trước đi, anh xem livestream một chút xíu rồi anh ngủ. Thì tí nữa chị nhà chúng ta ngủ ở trong giấc ngủ ngon thì anh em hãy vào đánh thức chị nhà nhẹ nhẹ dậy, đúng không ạ? Bởi vì chị nhà đang ngủ. Đơn giản giống con IC này cũng vậy. Thì đợt này chúng ta sẽ quay lại máy và đồng thời sẽ nạp lại bình thường. Ok. Tí nữa hãy gọi chị nhà dậy nhẹ 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 nhàng nhàng. À. Rồi. Chúng ta lại tiếp tục kết nối với thiết bị máy. Đây cho anh coi cái bản này đã. Đây cái bản này bản 2S, bản rẻ tiền 9 triệu 8. Cho cả nhà coi, tí nữa mình sẽ mở luôn tua. Bản này 9 triệu 8 tặng anh em nhóm học online 2S bạn rẻ tiền. Bản này thì làm full key và đọc tất cả thông số. Và đồng thời sẽ mở tua, mình sẽ nạp tiếp tục cái file vào đây. Nhớ 2S. Rồi ok. Và không để anh em chờ lâu, chúng ta sẽ nạp lại cái file khi chúng ta đang nạp mà bị rút cáp, rút nguồn hoặc là hết pin ắc quy hoặc là tụt cáp. Bổ cho quà sẻ, cả nhà chia sẻ được bao nhiêu nhóm rồi, chúng ta chia sẻ thêm một tí nữa. Chia sẻ đi cả nhà ơi. Đúng rồi, bổ quà sẻ. Đúng rồi, like mạnh lên ủng hộ cho tinh thần. Ở đây là test cho anh em, không bao giờ sợ IC chết. 9 triệu 8 cũng mở tua được đề từ, làm full về hệ thống khóa, tặng nhóm học online, sung sướng hết cả cuộc đời. Remap. Đúng rồi, nhấn like, nhấn tim đi. Đúng rồi, bởi vì chúng ta xem mà. IC chết là của Tay Ga Tín Tuấn. Miễn sao anh em được vui, được sướng đêm nay.
đủ 100 người chơi, tí nữa mình sẽ làm cho anh em thoải mái rút bất kỳ một khả năng gì trên con xe khi đang nạp. Remap ACG nhớ qua cổng Calais. Rồi, phai gốc. Chúng ta tiếp tục tăng tốc bởi vì chúng ta muốn mặt khuya rồi. Đợt này không về gốc nữa và chúng ta phải tiến thẳng lên mục tiêu. Cuộc đời đi lên chứ không bao giờ đi xuống. Đó. Tiếp tục. Anh em nào mua máy giới thiệu bạn bè ủng hộ Tiến Tuấn, bạn bè lại được mang ơn bởi vì mua máy bên mình được hỗ trợ nhiệt tình. 9 triệu 8 là full hệ thống khóa. Đây. Đọc full về thông số, mở tua đề từ. Hãy liên hệ ngay cho Đi Tuấn. Với tham gia khóa học online miễn phí 3 triệu, được tưng bừng 15 cho tới 20 đêm. Vừa xem vừa chia sẻ vừa thả tim. Đúng không ạ? Ok, tất cả anh em của mình, anh em nào không biết nâng cấp vui lòng tải Ultra Tem View hoặc là Tem View về. Ngày mai mình sẽ hỗ trợ anh em cả ngày. Hãy liên hệ với những người bạn thân của mình chưa biết về phun xăng điện tử, chưa có máy thì hãy vui lòng hướng dẫn chỉ cho Đình Tuấn. Đúng không? Hãy cho đi rồi chúng ta sẽ nhận lại những người bạn thân yêu của mình muốn có nhu cầu mua máy 9 triệu 8 mở tua đề từ. Hà Dũng có gì ăn giúp em, anh em mình tình nghĩa mà. Đúng không? Không phải ngại ở vấn đề chuyện nhỏ đấy. Tất cả anh em có IC, có nồi, bố ba càng hãy vui lòng liên hệ bán cho Đi Tuấn. Đấy, chỉ cần những tấm lòng của anh em như vậy là đủ rồi. Còn tất cả về kỹ thuật, về phun xăng điện tử, các bạn cứ liên hệ mình tặng cho nhóm học online miễn phí. Đúng rồi, có rồi, Nguyễn Hải Minh ơi. Đúng rồi, có máy tính tải Ultra Tem View về. Điện thoại thì no switch. Điện thoại chúng ta không có cổng USB để cắm thẻ nhớ. Đây. Máy này đang nạp file, máy này đang nâng cấp. Anh em nào có nồi niêu xoong chảo, những cục IC đề từ hay là IC nhựa chết gửi cho Đình Tuấn. Để nhiều có lại có ban hay để chúng ta học. Khách hàng vào chúng ta chỉ cần nhịp một cái là biết ban bận. Chín triệu tám, các bạn tí nữa sẽ thử ngay 9 triệu 8, đúng không ạ? 9 triệu 8 làm được cái gì, đúng không ạ? Đừng rời khỏi màn hình, hãy follow, hãy nhấn theo dõi để cái trang fanpage của Đình Tuấn lúc nào like cũng báo về điện thoại anh em tít tít để cảm nhận và hưởng thụ những cái hay nhất về cái nghề FI. Xong rồi. 15 phút xong một máy, 15 phút máy ơi, máy này xong rồi. Đây, máy này lại xong rồi. Chuẩn bị remap. Bằng đường bưu điện anh em ơi, Tuấn cho địa chỉ, anh em vui lòng ship điện thoại gửi cho mình qua địa chỉ Viettel Post hoặc là bưu điện. Đừng có gửi của cái thằng giao hàng nhanh mất hàng đấy. Thằng ấy không đền đâu. Rồi chúng ta hãy chịu khó chiêm ngưỡng, chuẩn bị nhìn Smart Tool bản 9 triệu 8 làm được điều gì với cái bản 15.8. Kéo lộn hết cái cát ra cho nó. Máy từ ngày hôm nay mua mới có sẵn. Không hùng.
Máy bắt đầu từ tối nay, sáng mai nổ bom. Nó sẽ là bản mới nhất hiện tại. Ngồi tít 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 tít, nghe những điệu nhảy tít 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 tít, tí ra có 3 đến 500 nghìn. Anh ơi, xe em buổi sáng đề ba hơi bị hụp. Anh có điều thuốc nào trị cho em không? Ok em ơi, 200k đến 300k, 500k tùy nơi. Mặt bằng lớn thì giá tiền cao, mặt bằng rẻ thì giá tiền thấp, mặt bằng gia đình của mình thì lại rẻ hơn tí nữa. Đâu nó vào đó. Tay ga Quốc Cường, em đang cần rất nhiều bốn nồi côn để em gia công. Tất cả anh em có cái búa ba càng của Honda không xít tai, bán cho mình số lượng không hạn chế, vài chục bộ, vài trăm bộ, ngàn bộ mình mua hết. Đây, búa ba càng. Để chúng ta làm nồi tăng tốc, để chúng ta nạp một cái file vào, con xe chạy cực kỳ là sướng. Hãy follow cho mình, chia sẻ cho mình đi cả nhà ơi. Thế giới của Smartoon. Ok, tay ga Quốc Cường không bán đổi được không? Ok anh. Tất cả anh em có thắc mắc gì hãy vui lòng để lại số điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo 0909 755 993. Tuấn sẽ gọi lại và tư vấn cho anh em. Và sau cuối mùa giải này sẽ có cái khuyến mãi tưng bừng đêm nay dành cho một người may mắn nhất. Đừng bỏ theo dõi, đừng đi ngủ sớm để chiều tối nay. Nếu tối nay có anh em nào chốt, tôi sẽ tặng cho anh em một cái món quà giá trị cực kỳ hấp dẫn đêm nay nếu mua Smartoon. Đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy theo dõi tới phút cuối. Đêm nay duy nhất chỉ có một anh em nào chốt bắn tài khoản đặt cọc trong vòng 1 đến 2 triệu, sản phẩm đó sẽ thuộc về anh em. Ok, Dương Minh Cường nâng cấp lên 7 miễn phí, mất tiền 4 sợi cáp 1.050.000, làm sợ mất kỳ. Hãy follow, chia sẻ. Đêm nay có một người may mắn và duy nhất chốt và đồng thời chuyển khoản đặt cọc ngay đêm nay, qua ngày mai sẽ không có. Chưa đến giờ, đừng rời khỏi màn hình. Đêm nay duy nhất chỉ có một người. Phần quà may mắn được mang giá trị cực lớn cho đêm nay khi mua sản phẩm. Một người một, qua đêm mai là hết. Bản cao cấp nạp sẽ được đời 2013, đúng rồi, 2020. Chuẩn Tuấn Thảo. Tí nữa cho xem cái bản cao nhất. Rồi, tí nữa cho xem bản cao nhất. Bản này bản thứ hai. Nó có 4 bản cơ. Đấy.
Smart Tool này có 4 bảng. Bé nhất, vừa vừa, lớn hơn tí và đặc biệt. 4 bảng. Nâng cấp phần mềm thành công, tắt bật khóa điện để kết thúc công việc này, lượm lúa. Rất mong anh em thông cảm, Tuấn không thể nào rồ ga được phút này. Hẹn anh em trưa mai đúng 12 giờ. 12 giờ trưa mai chuông reo thì Tuấn sẽ làm phun nồi tất cả những dòng xe ở trong cửa hàng và đồng thời sẽ chạy thử và bật nhả cho anh em. Rồi, lên điện. Mặn lắm cả nhà ơi. Bóp anh cái tháng phát. Nổ máy cái tắt nè. Chỗ lực không anh em ạ. Nè. Đấy, cái này động cơ nguội nhá, chưa nổ máy. Chúng ta nhìn thế này là biết lực rồi. Rất mong anh em thông cảm, giờ này khuya rồi, mình không thể nào nẹt bô được, rung hàng xóm. Rồi, cái bản 9 triệu 8 làm được cái gì trên mở tour xe điện tử, sẽ để bô cho cả nhà luôn. Và đêm nay chỉ có một phần quà may mắn nhất cho anh em nào chốt sản phẩm, đúng không ạ? Tưng bừng đêm nay. Rồi, bản này là bản F. Bản này sẽ là bản S rẻ tiền nhất 9 triệu 8. Các bạn follow được cái gì? Đây, mới nâng cấp. Đây, 2S. Được chưa? Bản này 9 triệu 8. Chúng ta làm full về hệ thống khóa. Đọc full về hệ thống FI cho tất cả những dòng xe. Là đọc thông số đấy ạ, dữ liệu đấy ạ. Rồi, chúng ta sẽ vào cái phần gì? Remap Honda. Đây, 9 triệu 8 mở được đề từ qua cổng Calais. Đúng không? EC nó cũng giống như cái bản kia. Đây. Đó, 9 triệu 8. Tặng nhóm học online. Đây, ok, bản 9 triệu 8, 2S. Chúng ta không cần phải nạp nữa, đúng không ạ? 2S. Đây, 2S. 9.92S. Ok. Update ngày 24 tháng 9 2021. Là chưa qua ngày 25. Bởi vì qua 12 giờ là mới là ngày 25. Bản mới nhất hiện tại. Rồi, bản đắt tiền nhất ở đây chúng ta sẽ mở full về đề từ. Bản cao cấp nhất, nặng đô nhất, nó sẽ là gì? Ồ, cái bản 2S đâu rồi ta? Rồi, nó là 2S nha anh em. Đây. À. Các loại đề từ K60R đủ các kiểu. À. Rất nhiều cho cả nhà. Rồi thì bản này không cần phải nói, bản thấp thì đương nhiên cũng mở tour được ACG qua cổng Galai. Thôi bỏ được rồi. Đây, đúng không ạ? Tất cả đều như nhau. Rồi, thầy để làm cho anh em cái mất công. Anh em bảo nó có số mà nó lại không nạp được, có dữ liệu mà lại không nạp được, thì nạp cho anh em ở cái bảng 2S thấp nhất của Smart Tool, đúng không ạ? Nhưng cũng đọc tất cả full dữ liệu về động cơ, về chẩn đoán mã lỗi, cũng như cái bảng cao cấp, và cũng làm được Smart Keys. Rồi, chúng ta sẽ nạp về map gốc nếu khách hàng muốn về zin. Hai mươi bảy bản cao nhất anh Mạnh Hùng ơi, bản cao nhất nha anh Mạnh Hùng.
Chờ chút xíu nạp xong cái này cái đã. Chúng ta sẽ chốt và anh em sẽ được may mắn đêm nay mua sản phẩm được cái gì. Dũng ở đây có đồ rồi vợ ơi. Hay đổi cũ lấy đời cao tính sao Tuấn ơi. Nguyễn Hải Minh comment cho thằng em vào ngày mai. Riêng ông ăn hết bài hết khả năng. Riêng anh trai Hùng Minh Hải Minh nhé, ngày mai follow cho đi Tuấn. Riêng anh trai mấy giờ cũng được. F là mở được cái dòng xe này 23-25 giống cái bản 2S. Và anh em thấy cái phần quà gì bên dưới con Smart Tool không? Mua máy hôm nay anh em được nhận phần quà ở bên dưới con Smart Tool. Duy nhất một anh em. Anh em đoán cái gì ở dưới Smart Tool không ạ? Anh em nào nhìn thấy cái gì ở dưới máy Smart Tool không? Đúng rồi, anh Mạnh Hùng. Bây giờ cả nhà đoán ra sản phẩm tặng cho anh em bên dưới con Smart Tool là gì không ạ? Có anh em nào nhìn thấy cái sản phẩm ở dưới Smart Tool là cái thiết bị gì không ạ? Hãy follow, hãy chia sẻ, hãy đăng ký, hãy theo dõi trong cái trang fanpage này. Mình sẽ không bao giờ mình like ở ngoài như những ngày xưa nữa, mình sẽ like ở trong fanpage. Ok, sao anh em giỏi thế nhỉ? Nhìn thấy chỗ nào đâu? Cái này nó cấn cái máy, ở đây có một cái hộp không mà. Tuấn sửa xe giàu rồi, cái này nhường để cho những anh em khác. Cái này hơn 2 đồng đấy. Cái này hơn 2 đồng. Tay ga Quốc Cường, anh em nào chốt nổ tài khoản ngay vào phút này đặt cọc, không ngày mai là mất. Chốt tay ga Quốc Cường, chốt với em nè, chốt với em nè.
FOB 3 nút nhấn làm về khóa Piaggio V3 thay cho con đồng châu. Sau này nó lại nâng cấp nhiều cái bản hay thú vị nữa. VVD. Đúng rồi. Menikitun. Alo. Mai làm ngay cái bảng mờ tua đề từ chống gục ga vào buổi sáng khi xe tăng tốc, ở động cơ nguội ngủ dậy vào buổi sáng. Quý khách già làng ở đây có xe nào hụp ga vào buổi sáng đúng không ạ? Vào em mở tua hết, giảm 50% giá trị trong vòng khoảng 15 ngày. Ngày mai sẽ in cái bảng to chảo bá lửa để ngay cái bảng tay ga Thị Tuấn. Mở tua chống gục ga những cái dòng xe điện tử vào buổi sáng, ngủ dậy mở mắt ra muốn kéo ga ngay hơi bị hụp lại. Quý vị ghé cửa hàng em, mở tua nạp file remapping đủ các kiểu con đà tiểu, giảm ngay 50% giá trị tiền mặt. Tất cả ngày mai anh em hãy chịu khó bỏ tiền ra in tấm bạt khoảng 1,5 m hoặc là 2 m, khoảng 80 ngàn tiền in, về nhà gõ vào cái bảng ở đâu treo mạnh vào, giảm luôn 50% cho tất cả những dòng xe điện tử bị hụp ga vào buổi sáng khi tăng tốc. Em giảm 50% cho tất cả quý khách hàng ghé vào cửa hàng em, hãy làm ngay vào ngày mai để chúng ta kiếm lúa. Khách hàng muốn ok tiếp tục để bô phun cho bộ nồi tăng tốc từ ga đầu cho tới ga cuối. Mà bấy lâu nay bao nhiêu người khách hàng và nhiều anh em thợ chưa cảm giác được phê. Sao tay ga Quốc Cường giả lập IC là sao anh? Hãy follow, chia sẻ, ấn like, ước quá anh. Ngày mai hãy in cái bảng to vào 80 ngàn tiền in. Một vét vuông ra tiệm in người ta lấy 40 nghìn. Chúng ta in 2 mét vuông 80 nghìn treo vào. Cửa hàng Hữu Hòa hiện tại tri ân khách hàng, trị những cái bận hụp ga cho những dòng xe điện tử, đúng không ạ? Hoặc đồng thời tăng tốc cho những cái dòng xe Winner, Sonic, hoặc là vân vân những dòng xe gì đấy. Giảm giá kịch liệt cho khách hàng mùa dịch Covid, cửa hàng chúng tôi tri ân giảm giá tới 50% trị những hộp ga cho tất cả xe của khách hàng. Hãy làm mạnh và debo ngay vào ngày mai, ngủ dậy đánh răng rửa mặt uống cà phê chạy ngay tiệm in, in vài dòng chữ cực hay dán đối diện tiệm, chỗ càng bắt mắt càng trống càng đẹp. Và đồng thời bật thêm một cái loa kẹo kéo này nữa, phô-rô ghi âm lại. Đúng không ạ? Quảng cáo chích cái loa này ra ngoài đường. Ngày mai tôi sẽ thực hiện là người đầu tiên ở đây. Đấy, ngày mai tôi sẽ làm cái ghi âm gắn một bản nhạc nhẹ nhẹ vào debo. Tí nữa đêm nay tôi sẽ thu cái bản ghi âm. Tí nữa về nhà tôi ăn cơm xong tôi đói bụng quá, từ bấy giờ tôi đang mệt. Tôi sẽ ghi âm cái bản vào tối nay không bật quạt gì cả, chỗ im nhất lồng vào một bản nhạc nghe cảm thấy dịu dàng. Ngày mai follow. Rồi, lúc này công việc của chúng ta đã hoàn tất, chúng ta hãy bật công tắc khóa và tắt và bật và lấy tiền thôi. Rồi, có FI lên là khoái rồi, không có thì lại cứu lại, không bao giờ chết. Trừ khi lấy dây nguồn với dây mát và dây tín hiệu chạm vào nhau, IC mới chết. Còn đa số nạp thoải mái, nghịch thoải mái, không chết. Hẹn trưa mai đúng 12 giờ trưa mai. Rồi thì giải thưởng đêm nay cho anh em nào chốt sản phẩm Smart Tool ở trạng thái bản F sẽ sử dụng và ngay con VVD làm chìa khóa thông minh Smart Key. Lấy bộ giả lập IC được không ăn chứ alo có rồi. Ok luôn, tay ga Quốc Cường
Anh em nào follow thì chuyển khoản ngay bây giờ, đặt cọc trong vòng khoảng 1 đến 2 triệu, qua ngày mai là xin phép tạm dừng cuộc chơi. Ok, mô hình. Mô hình đang ở trạng thái lắp ráp, khoảng 1 tuần nữa mới xong. Còn không lấy mô hình thì ok, chơi để bô luôn con VVD này, hôm nay cảm thấy sung sướng. Rồi, ai chốt đêm nay nào? Rồi, mô hình ở kia. Rồi, mô hình kiểm tra test IC. Đúng không ạ? Khuyến mãi chưa từng có ở Việt Nam này. Đêm nay cảm thấy sung sướng, dạy học xong lúc 10 giờ thì đương nhiên mình sẽ live stream bằng cái clip này luôn. Rồi, còn ai không nữa không ạ? Thật sự ai chốt, bấm và liên hệ qua số điện thoại của Đi Tuấn. 0909 755 993. Đây số điện thoại. Ok. Hoặc truy cập vào Zalo, bắn luôn số điện thoại cho Đình Tuấn rung chuông thử thế nào. Đây, anh em nào ok điện thoại này rung chuông lên thế nào. Đó ạ. Đấy, ok. Bạn 2F làm phụ đề, đề từ được không ăn? Bạn 2F làm phụ đề từ được không ăn? Em không hiểu. Mở tua chứ. Remip chứ. Gọi là remap. Remap, remap. Nạp file đủ các kiểu. Chưa thấy điện thoại này chung. Dung thì chưa ai chốt. Số điện thoại gắn ở trên tường. Đây. Ok chưa? Chắc là điện thoại này hết pin. Ok, đổi MST cũ, đổi hết luôn. Anh em muốn đổi cái thứ gì cũng được, đổi hết. Đấy. Anh em muốn đổi bất kỳ một thiết bị nào ở trên thị trường này, lấy máy nọ, máy kia, cứ vui lòng liên hệ Điện Toán. Ok, free, đổi hết cho cả nhà. Cứ liên hệ với mình, tư vấn free hết. Đổi các bù bao nhiêu. Rồi, điện thoại này không rung thì chúng ta sẽ kết thúc nhá. Tuấn chờ tới cái điện thoại này, anh em nào chốt thì điện thoại này phải gọi, dù người đó là ai. Anh em nào cũng vậy. Hay điện thoại này hết pin rồi ta? Còn pin. Hoặc là anh em hết tiền nhá máy thì Tuấn gọi lại ngay, thuê bao trả sau. Ở góc mới kia là em. 2S. Ngày mai chụp cái màn hình menu máy gửi qua Zalo cho Đi Tuấn và chúng ta sẽ đổi cáp bao nhiêu, sẽ thông báo với em. Ôi giời, số điện thoại 79 ông nào đẹp thế. 79. Follow số điện thoại này của ai này? Chủ thần tài gọi. Thần tài gọi nè. Alo. Rồi, ok. Thần tài gọi, thần tài gọi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi. Đó, thần tài đúng là làm ăn mà thần tài gọi là hơi bị nổi. 79 thần tài. Ngày mai anh em nào vào bờ 79 đầu cuối hoặc là bao lô, quán nhỏ nhỏ thôi, quán 500 nghìn thôi. Chứ tôi không khuyến cáo là đánh 5 triệu hoặc là vài chục triệu hoặc là trăm triệu. Nguyễn Toàn cười như địa chủ. Đúng không? Cuộc sống này chúng ta phải cười. Mẹ cái số 79 này may mắn kinh khủng. Tuấn khoái 7939 79. 39 79 thì Tuấn khoái cực kỳ. Và con số 68, đúng không ạ? Và thì Tuấn khoái nhất cái số 93, bởi vì số 3 là cái số mà thì Tuấn ở ngoài Bắc là về con 3 cuối cùng,
để nhốt toàn thể làng ấy, là chúng ta kết bao bận đấy, anh em hiểu không? Kết bao bận. 9 là 9 điểm, 10 nó ù mất, số 3 là về cuối cùng. Ok. Rồi, bộ phim đến đây xin phép được tạm dừng và kết thúc. Chúc toàn thể anh em thợ máy có một giấc ngủ ngon, nồng say bên gia đình người thân. Đặc biệt hãy yêu chị nhà, yêu, hãy yêu, yêu nhiều hơn nữa. Đúng không ạ? Còn anh em nào ngày mai chúng ta muốn nâng cấp phần mềm thì hãy vui lòng liên hệ với Tiến Tuấn, cài đặt Ultra hoặc là TemView trên cái laptop để chúng ta điều khiển từ xa. Đúng không ạ? Đấy, hẹn anh em đúng ngày mai ăn sáng uống cà phê. Hãy 9 giờ liên hệ cho Đình Tuấn, 8 giờ mình ngủ dậy, đánh răng rửa mặt, ăn sáng uống cà phê, 9 giờ chờ những cuộc điện thoại từ anh em. Rồi, sẵn lòng có thể ngày mai chúng ta nghỉ khoảng 2 3 tiếng đồng hồ để chúng ta đầu tư thêm cần câu vào ngày mai nó sẽ là miễn phí, nhưng chúng ta sẽ bắt được khá là nhiều cá lớn, đúng không ạ? Nếu anh em nào dậy sớm thì chúng ta hãy in bảng đi và 9 giờ liên hệ cho mình sẽ cài đặt cho chúng ta và đồng thời gọi khách hàng thân quen tới, đúng không ạ? Remap nạp file giảm 50% hoặc là những người bạn chiến hữu của mình remap nạp file free cho người bạn của mình để người bạn mình tặng và cho mình cái thứ gì đấy hoặc là bữa nhậu và người ta sẽ đi giới thiệu cho mình nhiều cái remap hơn và đồng thời cá sẽ nhiều hơn ở trong nồi khi chúng ta đi câu. Rồi, xin chào, bye bye, Hiếu Hòa. Đúng không? Ngày mai cà phê gặp cô chủ quán, rồi lại liên hệ cho Đình Tuấn. Đúng không, Hiếu Hòa? Có dịp đi Bình Thuận gặp Hiếu Hòa một chuyến. Chúng ta đi lên rừng, bắt những con thú rừng về nhà làm thịt chơi. Tay Hiếu Hòa đâu, chúng ta chào nhau một phát. Chào nhau đi khi chúng ta còn nụ cười. Yêu nhau đi khi chúng ta còn duyên. Gặp Đình Tuấn đi khi Đình Tuấn vẫn còn làm nghề sửa xe. Ok. Đúng rồi. Thank you. Rồi, đi ngủ nhá. Xin chào. Bye bye.